Xin chào mừng quý vị và các bạn thân mến đã quay trở lại với kênh tin tức sau Việt. Và sau đây là bản tin Trấn Thành và Harry Won khoe ảnh hẹn hò cực hạnh phúc trong công viên. Trấn Thành và Harry Won khiến khán giả đổ rầm rầm khi khoe loạt ảnh hẹn hò cực hạnh phúc. Mới đây, nhà sản xuất của bộ phim Bệnh viện Ma vừa tung ra một đoạn video hậu trường khá thú vị về nhân vật Trấn Thành. Thay vì hù dọa khán giả về hậu trường u ám, đoạn video hé lộ những khung cảnh hẹn hò đáng yêu của hai nhân vật chính. Không chỉ làm nức lòng fan bằng những phân đoạn lãng mạn, hậu trường còn cực kỳ hài hước khi quay được cảnh Trấn Thành sợ trò chơi cảm giác mạnh đến xanh lét mặt mày. Trong khi cô gái liệu yếu đào tơ như Harry Won vẫn tỉnh rượu, thậm chí còn không ngừng thể hiện sự phấn khích, thì Trấn Thành lại hoảng hốt ra mặt và chỉ 5 phút sau, thậm chí còn gục luôn trên ghế. Lần đầu tiên đóng vai chính trong phim điện ảnh, lại còn ở thể loại kinh dị hài, Trấn Thành đang bỏ rất nhiều tâm huyết đầu tư cho vai diễn bác sĩ Thành. Từ nhiều năm nay, Trấn Thành luôn là cái tên hàng đầu trong giới MC và sân khấu. Nam danh hài được khán giả vô cùng yêu quý bởi lối diễn hoạt ngôn, biết cách dẫn dắt người xem và đưa họ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Có thể nói, Trấn Thành sở hữu một chất hài đặc biệt, giúp anh có thể thành công ở bất kỳ lĩnh vực gì khi mình tham gia. Bắt đầu từ lĩnh vực MC, nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nam nghệ sĩ đã sở hữu thành tích vô cùng đáng nể ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Chạm ngõ điện ảnh từ năm 2010 với Công Chúa Tiên và Ngũ Hổ Tướng, đến nay, Trấn Thành đã góp mặt trong 7 bộ phim khác nhau. Trên màn ảnh, nam nghệ sĩ vẫn tiếp tục phát huy thế mạnh của mình là nét diễn duyên dáng và hài hước với nhiều trường đoạn khiến khán giả phải cười nghiêng cười ngã. Không chỉ đóng khung vào một vai diễn, Trấn Thành từng thể hiện nhiều kiểu nhân vật khác nhau như chàng sinh viên trong Gia Sư Nữ Quái hay tên giang hồ Johnny Trí Hùng trong phim Trùm Cỏ. Dù là hình tượng nào đi nữa, nam nghệ sĩ cũng hoàn thành tốt vai trò và tạo ra sức hút với công chúng. Trong Bệnh viện Ma, anh thủ vai bác sĩ Thành, người bị các hồn ma tìm đến hàng đêm tại bệnh viện ma. Trên các poster của mình, Trấn Thành luôn xuất hiện ở vị trí trung tâm cùng nét mặt hốt hoảng, hứa hẹn một câu chuyện đầy kịch tính xung quanh nhân vật bác sĩ Thành. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!